Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Trí huệ quang minh từ vô lậu. Khi lòng có dục niệm thật giống như của cải bị bọn cướp đoạt mất. Chư Phật Bồ Tát Thiền Thánh Tăng đều có trí huệ quang minh vô lượng. Trí huệ đó là trí huệ vô lậu, vô tận. Người thường ai cũng là hữu lậu bởi vì có vô minh. Phật Bồ Tát là vô lậu bởi vì các ngài không còn vô minh nữa. Vô minh nghĩa là không hiểu biết, hồ đồ, không biết cái nào đúng, cái nào sai, không biết phân biệt được trắng với đen. Cái lậu lớn nhất là dục lậu, tức là lòng dâm dục. Nếu mình có lòng dâm thì cũng giống như tài sản, tức là công đức của mình bị bọn cướp, tức là lòng dục vọng đoạt mất đi. Cũng giống như thân cây bị sâu khoét không còn dùng được. Lại cũng giống như mâm đồ ăn thơm ngon lại bị bỏ một đống phân ở trên, làm cho người ta buồn nôn đến ba ngày. Có người lại nói, ồ tâm dâm dục này ai cũng có cả mà. Đúng, bởi vì do có lòng dâm đó nên mình mới phải tu hành. Nếu mình không còn dục vọng thì bản lai trí huệ quang minh mới hiện ra. Nên vô lậu là chỗ mà người tu hành muốn tới, đó là đồ quý nhất người tu muốn đắc. Quý vị phải hết sức chú ý, trong sáu thứ thần thông gồm thiên nhã thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Lậu tận thông này nghĩa là gì? Chính là không còn dục lậu nữa, hoàn toàn không còn lòng dâm dục nữa, nên nói rằng mình phải đoạn dục khử ái, tức là cắt đứt lòng dâm dục, chặt phăng tâm ái tình. Nếu có tu đến chỗ lô hỏa thuần thanh, công phu chín mùi thì mình sẽ tự tại. Nếu không đoạn dục, không khử ái thì mình luôn bị vô minh chi phối làm điên đảo. Từ sớm đến tối không được tự tại, không được sung sướng là bởi vì lòng dâm dục cứ phá phách mình. Các vị thiện tri thức, đây là chỗ thiết yếu mà mình cần phải đặc biệt dụng công, bởi do nó mà mình phồn bản, hoàn nguyên, khôi phục bản lai diện mục của mình, chứng được trí huệ vô tận, cái nguồn đó không bao giờ cạn, lấy không hết, dùng cũng không xuể. Quý vị cần phải phát tâm bồ đề mới có thể phá được cửa sinh tử. Tự mình phải phản tỉnh hỏi lòng mình, tại sao ta cần phải tin Phật, tại sao ta muốn xuất gia, tại sao xuất gia rồi mà mình không tu hành, tại sao xuất gia rồi ta vẫn còn đủ thứ vọng tưởng. Đó là những vấn đề mà mình đừng nên bỏ qua, phải nghĩ cho thông suốt thì mới thoát khỏi tam giới, liễu sinh thoát tử, đến chỗ niết bàn an lạc được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.